Nước khoáng Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kết thúc lượt hát đầu tiên. Sự hoang mang cái này quen lắm á. Quen không? Quen. Hơi sâu, thấy không? Mà hát được giọng miền Tây nha. Giọng miền Tây. Người miền Tây mà. Hồ Việt Chốn. Không. Lên cái chung đó rồi. Biểu diễn thần thái rất là nhí nhảnh xì tin. Có vũ đạo. Giọng này cao. Cao. Giống y bạn Phát Hồ này nè. Giống Phát Hồ đúng không? Ừ, giống Phát Hồ lắm. Cái luyến nãy anh có cái luyến, mấy cái luyến cao cao á là y chang rồi đó. Body này không. Nhưng mà không biết là cái này là cố tình hay là giọng thật rồi. Khi mà họ xử lý được nhiều giọng hát á thì họ có thể hát được rất là giống nghệ sĩ kia trong cái bài tủ của họ, cho nên mình cũng phải cẩn thận kẻ bị mắc mưu đó. Tranh thủ hỏi liền. Nói gì thì nói vậy thôi chứ ở dưới này cũng có biết gì đâu. Trước khi mình trò chuyện thì mình phải biết họ là ai đã. Hãy nhìn vào biểu cảm dưới đây nha. Chuẩn bị nha. Xin mời mở mặt nạ đi ạ. Đó chính là wow. Em nghi từ ban đầu, anh tin em không? Thiệt hả? Tại vì em nhìn cái chỗ này nè, có lông. Ủa sao nãy không nói, bây giờ rồi mặt ra mới nói em nghi từ ban đầu. Dạ em sợ lộ. Ca sĩ mà chỗ này có lông là chị Akira nè, với lại một số người. Rất là ít người có lông. Những người có lông thì những người đẹp trai. Đẹp trai thì có hình như anh Ngô Ngọc Phúc. Anh đã nghĩ tới là gia đình có một cái truyền thống ba đời làm ca sĩ, mà nhân vật bí ẩn là một nhân vật thế hệ thứ ba trẻ tuổi đẹp. Trẻ tuổi luôn. Dạ. Là cái thời mà ngày nhà xưa nhà tôi ba đời làm là, ca sĩ. Là lúc anh em mình chưa đi hát đúng không? Dạ. Đúng mà không? Em cho anh thêm một cái gợi ý là gợi ý vàng, đảm bảo không ai biết. Sao em biết? Tại vì đây là một cái nam ca sĩ nha, hoặc nam là nam diễn viên nào đó mà hoặc là nam. Lúc mà em Vũ mới đi hát, okay. Lúc mà em Vũ mới đi hát là anh em mình có gặp ảnh. Lúc mới đi hát thôi chưa? Dạ. Lúc mà em mới đi hát em sẽ gặp anh và gặp ảnh luôn. Đó. Có Thu bên nhà bên phòng thu em chưa? Có, anh thu rất nhiều và rất hay, phòng thu rất đẹp. Nhớ chi tiết con nhà nào nha, 1967 nha. 1967 là cái thời đó đó. Là cái thời anh em mình chưa đi hát nè. Chưa sinh ra. Chưa sinh ra luôn. Chưa sinh ra, đúng rồi. Thì cái lúc đó là cải lương hả anh? Cải lương. Nhiều lắm anh. Có thể là cải lương, có thể là tân ca, tân giọng cổ, hoặc là nhạc dân ca cũng có nữa. Không, dân ca lúc đó nghe chưa sao em. Anh này có đá banh luôn. Có đá banh luôn. Ê, hôm nay sao cái tiết mục của mình liên quan tới đá banh không hả? Không. Bây giờ là anh còn trẻ đúng không? Trẻ mang luôn. Cho em hỏi. Nói chuyện luôn. Hỏi. Anh trai. Chu Bin ơi, bạn khỏe không? Chu Bin ơi. Bạn khỏe không? Lại bạn nữa. Nè, em cho anh thêm một thông tin nữa. Năm 1967 là nói về cái người cha của người đó nổi tiếng. À, rồi anh hiểu. Người này là thế hệ sau. Cho em hỏi nè, bên kia là có nghĩa là chắc là bằng tuổi em thì mới gọi em bằng bạn Bin, bạn Chu Bin phải không? Đúng rồi. Bạn cho nhiều cũng được. Nhưng mà nhiều cũng được. Chú Bin có nhớ ngày xưa chú Bin hay nhớ nhà, hay ghé nhà tôi không? Trời ơi. Ê, 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 sao cái câu như hờn dỗi thiết như vậy mà nhận không ra là lạ lắm rồi nha. Mà anh đi với em nó mới ghê. Ôi, có luôn hả? Anh có vợ chưa? Mình có vợ rồi. À, có con chưa? Có ba con. Ba con hả? Ba con. Chú Bin nhận ra mình chưa? Có. Tụi vậy luôn mà còn không nhận ra nữa. Anh tới nhà mà có ba con luôn rồi là khoanh vùng liền. Mình khoanh vùng. Ba đứa trẻ nữa. Anh ơi cho em hỏi nè. Anh là ca sĩ hay diễn viên? Mình là đa hệ. Ba hệ. Đa hệ. Đa hệ luôn. Thể nào ra cũng vô hết. Rồi diễn viên có. Ca sĩ có. Có luôn. Hỏi hát thể loại nào? Ừ đúng rồi. Anh hát thì nào là anh loại nào anh? Video nè. Hip hop nè. Hip hop luôn. Cải lương nè. Cải lương luôn. Những cái thông tin quan trọng đó. Đó. Phát hiện ra mình chưa? Con nhà nội. Nói vậy mà phát hiện không ra là ơi, lạ lắm nè. Bữa em thấy anh Kim Tử Long là rap luôn nè. Những người đá banh được không. Mà hát cải lương được. Nhưng mà anh Kim Tử Long là không có đá banh nha. Có cái tên nào chưa? Em thì đang trong tầm ngắm như là anh Long đập trai nè. Đúng, anh Long. Không phải con nhà nồi nha. Ngày xưa chú Bin có nhớ là chú Bin ghé nhà mình tâm sự với mình một câu là mình nhớ hoài. Có ghé tâm sự luôn. Bin ơi, em vào nghề cũng lâu rồi mà em chưa có vừa ý, cho nên hôm nay em chưa có người yêu. Bữa nay bạn có chưa?
Là ngày xưa em có tâm sự với anh rồi hả? Có đó, có, ta mới nói đó. Ta nói như vậy, mình nhổ không ra là lạ lắm rồi nha. Cái giọng này dẹo quá vậy ta, giọng này dẹo quá. Không, giọng nào qua đó cũng vậy hết trơn á, không ai dẹo đâu. Do cái giọng qua cái micro bị dẹo. Rồi, cho một cái tên đi ạ. Cho một cái tên đi ạ. Cho một cái tên đi ạ, quá nhiều thông tin rồi. Đá banh thì có mấy anh em như là anh Hồ Việt Trung này, Châu Quỳnh Phong này. Không, em đang phân tích. À, phân tích. Phân tích mà. Hồ Việt Trung ơi, em có coi số này không em? Cho thông tin quan trọng. Người này hát nhạc chế một cái bài rất là hay. Thôi, cho một cái tên đi ạ. À. Có cần nghĩ không? Thôi, nghĩ gì rồi anh? Trường Giang mà gọi bằng anh luôn. Nhưng mà cậu em biết, cũng biết. Cậu biết. Trường Giang đang diễn. Đây là người đàn anh. Và người này chả bao giờ đụng chạm tới ai. Nhiệm vụ của ảnh là ảnh luôn nghĩ trong đầu là đi hát, phục vụ khán giả. Lên sân khấu là cháy hết mình. Và đồng trăng lứa hay trên hay dưới, ảnh đều thân thiện với nhau hết. Lộ hết rồi, anh nói như là lộ hết rồi. Năm, bốn, ba, hai, một. Chơi dở quá. Ai mà em có thể tâm sự mà lâu đấy gì? Con nhà nồi, một chín sáu bảy. Con vào rồi, ma con. À. Hai nhạc chế rất hay, hát nhạc chế ra cái âm thanh mình không tin luôn. Anh Kim Tiểu Long. Thì từ nãy giờ em nghĩ được có mỗi cái tên anh Kim Tiểu Long với anh Long đẹp trai á. Quyết định. Anh Long đẹp trai. Ok. Long đẹp trai. Ok. Anh trời môi mà. Trời ơi. Em khỏe không Vin? Em khỏe lắm anh trai ơi. Em không bao giờ em có thể nghĩ ra là anh nữa. Nãy giờ em bị anh lừa sâu quá. Sâu quá. Chào em Trường Giang. Dạ, em chào anh. Như vậy là ca sĩ Vin không đoán được ca sĩ chế thang. Trời ơi. Sao mình không nghĩ ra? Vẫn đẹp trai như ngày nào. Nhưng mà anh, cái vụ mà qua nhà nói chuyện tâm sự là có thiệt? Có thiệt. Bởi vì anh mới nói là có thiệt mà đó không ra mà là lạ lắm rồi nha. Mà cái vụ em mới đi hát gặp là đúng không? Có đúng. Mà nói hát nhạc chế không? Chế thanh. Chế. Qua nhà tâm sự mà. Em hút cái gì? Em không nhớ đàn anh gì hết trơn. Trời ơi, thiệt luôn mà không ý ra luôn á. Lúc qua nhà anh là em đi chung nữa. Anh biết sao không? Hình như là 8 năm rồi bây giờ em mới gặp lại anh á. Thì đó, đúng rồi. Nên em không thể nào nghĩ ra được. Trời ơi, nghĩ ra chương trình lửa anh chi. Trời ơi. Là hồi xưa là Nguyễn Vũ với lại Chu Bin ở nhà anh chơi hả? Có luôn. Hai em này na ná giống nhau. Anh, sao hồi xưa anh tiếp mấy đứa chơi dở không vậy? Có lẽ anh tiếp em nữa. À vậy mà anh quên. Không, nhưng mà anh đã kêu ok lắm nha. Nhắc anh Chu Bin rất nhiệt tình. Anh hát nhạc chế. Chế cái chữ chế. Nào nhắc đầy đủ thông tin thiệt hết. Tên có chữ chế thì còn ai nữa giờ ảnh. Là cứ nghĩ là mấy cái bạn hát nhạc chế bây giờ nè, mới bây giờ nè. Nhưng mà cái anh có thật cho em, nó có nghĩa là em có qua và có tâm sự với anh. Cái câu đó là đúng. Có. Chính xác. Vũ như gì Vũ đưa cho anh thông tin là cũng rất đúng đúng không? Không sai đúng, cái nào. Đúng. Và đi diễn thì rất hay gặp anh. Chung là em chơi dở. Mà chơi dở thôi chứ sao nha. Bây giờ anh cho em một phút nha. Em phạt em một cái. Phạt thứ nhất là chơi dở. Nhưng mà sâu xa nguồn cội là không tìm được tiền bố. Người đã từng rước vào nhà ngồi chơi, ngồi uống. Tâm sự cả đi. Tâm sự. Dành cả khoảng thời thanh xuân để nghe Chu Bin tâm sự. Rồi bây giờ chơi một trò chơi truyền hình nó quay lưng. Anh, Chu Bin qua nhà anh đi chung với ai? Một mình. Lúc đó chưa có người yêu. Hồi nãy anh nói rồi đó. Nhưng mà sao nãy anh nói là nhà anh tiếp ai nữa? Vũ lên. Không, Vũ là đợt sau. Em đợt là sao? Đợt đầu là chú Bin. Vậy giờ mình phạt đợt đầu chú Bin, lát phạt sau phạt Vũ. Rồi anh kể thêm về cái clip mà anh ngồi lưng ngựa đó. À dạ, clip ngồi lưng ngựa là lúc mà anh quay ở trên Đà Lạt cái bài Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Dạ. Và không dám xuống. Mẹ anh, ba anh và anh. Dạ. Nhưng mà anh đó là nghệ sĩ điện thanh diễn viên chính của đoàn Cái Lương Minh Tơ đó. Dạ. Thì thật sự ra là anh nối nghiệp nghệ sĩ, ca sĩ là từ anh. Dạ. Còn ba anh chỉ là soạn giả, mẹ anh là cũng là một nhà tổ chức. Sai. Phát. Dán bong bóng lên người làm vỡ hết bong bóng mà không được dùng tay. Bể đâu?
sau 3 phút lăn lộn thì Chu Binh đã hoàn thành cái việc bể bong bóng rồi. Vỗ tay đồng nghiệp. Rồi. Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.